Anh em xem thì nhớ ấn đăng ký mới lại ấn like những bộ mình thích để nhận thông báo mới nhất khi bộ đó ra tập mới nhé. Đại ca, hay là chuyện để cho Hoắc Vân đi xem thử thế nào? Cũng được. Nhưng mà không được làm phiền đến bọn họ. Yên tâm đi đại bá. Ủa? Thí vận. Thí vận từ trước đến nay không thích trang điểm, nhưng mà lúc này lại mặc xinh đẹp đến như vậy, đây là có chuyện gì? Phụ thân. Ơi, không phải cô ta nên đi đến chỗ của tiểu tử kia trị hàn khí trong cơ thể hay sao? Thí vận, con đây là. Phụ thân, hàn khí trên người của con đã được Lâm Phong xóa đi hết rồi. Nhanh như vậy sao? Thật sự nào biến mất rồi? Ngươi thật sự nào luyện đan sư? Đúng vậy. Với chút tu vi này của ngươi, muốn luyện chế được đan dược mạnh, đem hàn khí trong cơ thể của thi vận ra ngoài căn bản là không thể nào. Hơn nữa trong khoảng thời gian ngắn như vậy, cũng không thể nào không luyện chế trận. Không thể nào không luyện chế ra đan dược gì trừ khi bản thân của ngươi có bảo vật gì đó có thể trị khỏi hàn khí trong cơ thể của thi vận, nhưng lại cố tình tỏ ra nguy hiểm. Ta nói có đúng hay không? Nếu như ngươi nói như vậy cũng được xem là như vậy. Quả nhiên đã bị ta đoán trúng. Tâm cơ như ngươi tiếp cận với thi vận rốt cuộc là vì cái gì? Có mục đích gì không để cho người khác biết? Nói đi. Lão nhị này nói cũng không phải là không có lý. Lâm Phong này rốt cuộc là có mục đích gì? Đúng là được cười. Chả trách Hoắc gia càng lúc càng kém đi, bị Viên gia xem thường. Lâm Phong, ngươi đừng nghe thịnh, ngươi đừng nghe nhị thúc. Thi vận hàn khí của ngươi đã bị đuổi ra rồi, ta đi trước đây. Lâm Phong, muốn đi sao? Không nói rõ mục đích của ngươi, sao có thể để ngươi đi như vậy được? Tí nữa thì toang cả Hoắc ra.